Ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu với các bạn mô hình Rater. Mô hình thường được dùng để đánh giá chất lượng dịch vụ. Mô hình Rater được tạo ra bởi giáo sư Leonard Berry và được xuất bản trong cuốn sách Dịch vụ sửng sốt, khách hàng sững sờ vào năm 1990. Khách hàng thường đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua 5 tiêu chí là 5 chữ cái đầu tiên của từ Rater: sự đáng tin cậy, reliability, khả năng thực hiện chính xác các cam kết, assurance, sự đảm bảo, sự hiểu biết và phong thái lịch sự của bạn trước khách hàng, cùng khả năng truyền đạt niềm tin, năng lực và sự tự tin. Tangibles, tình hữu hình, tình trạng của các trang thiết bị cũng như ngoại hình của bạn. Empathy, sự đồng cảm, mức độ chăm sóc và quan tâm đến từng khách hàng của bạn. Responsiveness, sẵn sàng đáp ứng, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ khách hàng ngay lập tức. Đáng tin cậy, đồng nghĩa với việc giữ vững lời cam kết về dịch vụ. Trong vai trò của cán bộ quản lý, nghĩa là bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi: bạn cung cấp dịch vụ đã hứa hẹn với khách hàng như thế nào? Hệ thống và quy trình của bạn có đáng tin cậy hay không? Bạn có cung cấp dịch vụ nhất quán và kịp thời trên tất cả các kênh dịch vụ, bao gồm cả trực tuyến hay không? Bạn có thể cải thiện chất lượng dịch vụ bằng cách khác hay không? Về sự đảm bảo, hãy trả lời các câu hỏi: nhân viên của bạn có đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết để cung cấp dịch vụ tốt nhất trên tất cả các kênh bán hàng hay không? Nhân viên của bạn có cần được đào tạo và phát triển thêm hay không? Nhân viên có truyền tải được sự tin tưởng đến khách hàng hay không? Dịch vụ của bạn có an toàn và đảm bảo hay không? Nhắc đến sự đồng cảm, hãy trả lời các câu hỏi: nhân viên của bạn có xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng hay không? Cách thức giao tiếp với khách hàng có rõ ràng và kịp thời hay không? Nhân viên có thể hiện sự đồng cảm với khách hàng không? Họ có thể hiểu tại sao đồng cảm là điều cần thiết để cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng hay không? Nhân viên của bạn có thực sự quan tâm đến nhu cầu của khách hàng hay không? Và cuối cùng, nhân viên có nhìn nhận dưới quan điểm của khách hàng hay không? Các yếu tố hữu hình cũng là một phần quan trọng trong công thức Rater. Hãy trả lời các câu hỏi: trang thiết bị và cơ sở vật chất có đáp ứng kịp thời hay không? Trang web, Facebook, các thông tin quảng cáo có hấp dẫn và dễ dùng không? Trang phục, tác phong, diện mạo của nhân viên của bạn có phù hợp hay không? Cuối cùng là khả năng đáp ứng. Hãy trả lời các câu hỏi: bạn có cung cấp dịch vụ nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy hay không? Bạn có xử lý các khiếu nại và phản hồi đúng cách không? Nhân viên của bạn có sẵn sàng giúp đỡ khách hàng không? Bạn có giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách thỏa đáng và trong thời gian ngắn nhất trên tất cả các kênh dịch vụ hay không? Một cán bộ quản lý cần 4 yếu tố trong việc duy trì tư duy dịch vụ. Thứ nhất, tư duy dịch vụ theo công thức Rater mà tôi vừa chia sẻ với các bạn. Thứ hai, trang bị các kỹ năng cần thiết. Thứ ba, không ngừng đào tạo nhân viên. Và thứ tư, quản lý quy trình chất lượng dịch vụ.